các bạn đã theo dõi trận bóng chuyền hơi giữa Tân Lập bên trái mình các bạn. Và bên kia là cơ hội.
cổ với Tân Lập cũng đang bằng tỷ số là 13-3. Mỹ Tân Lập và Tân Hội tỷ số đang là cân bằng 13-3. Ở hiệp 2, Tân Lập chuyển sang sân bên phải gần ra áo trắng. Còn bên kia là Châu. Cũng bắt đầu set thứ hai. Xin nhắc là trên các sân trọng tài nên bố trí này là các trọng tài vừa lập số vừa hỗ trợ biên và một trọng tài ra mắt biên giúp để một trọng tài chính chúng ta điều hành trận đấu thôi. Tân Lập đang thắng 1-0. Bóng không qua lưới. Điểm cho Tân Lập 2-0. Bạn đang xét sang xét 2 giữa Tân Hội và Tân Lập. Tỷ số đang là tạm 2-0 cho Tân Lập. Số 3 phát bóng. Chuyền 3 số 3 phát bóng. Điểm cho Tân Lập 8-2. Nam Tân Lập bóng tăng lên. Các bạn đã thử gói giữa hai đội Tân Lập ra mà nữ. Điểm sân. Nam Tân Lập. Hội ý. Hội ý các bạn. Thank you.
hai đội nam và nữ tân lập đang thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tân hợp 12-4 nữ. Điểm đã thua đó 1-0. Tuyển đấu đã có điểm đầu tiên. Số là 14-4. Điểm vẫn chấm công 2-4. Cái tiền năng nó lại bình tĩnh. Tân Hợp đã thắng với tỷ số là 15-5, tỷ số 2-0.